Trái hồng cho chim hỷ thứ. Đối mặt với sức ép gia tăng dân số và để đảm bảo an ninh lương thực, con người đã tiến hành hiện đại hóa, công nghiệp hóa nền nông nghiệp với những thành tựu khoa học kỹ thuật để thâm canh khắc nghiệt và tận diệt những động vật được cho là không có giá trị với con người. Việc tận thu sau mỗi vụ mùa đã làm mất đi sự cộng sinh tự nhiên. Trong phim tài liệu Nền nông nghiệp nào đã nuôi sống 6 tỷ người đã chỉ ra những mặt trái của công nghiệp hóa nông nghiệp khi tạo ra hậu quả về môi trường, sức khỏe, mất đa dạng sinh học, dịch bệnh mà hiện nay chúng ta đang chịu đựng. Cho và nhận là bước đơn giản đầu tiên để con người sống hòa thuận với thiên nhiên. Ở vùng nông thôn Israel có một thói quen kỳ lạ. Mỗi khi đến mùa hoa màu, người dân luôn chừa lại 4 gốc ruộng ven đường mà không thu hoạch. Hoa màu được để lại đó, bất kỳ ai cũng có thể mang về. Động vật trong vùng, đa số là chim có thể kiếm ăn. Họ quan niệm luôn để lại một phần để tỏ lòng biết ơn, vì bình thường chim đã giúp nông dân hạn chế châu chấu sâu bọ. Câu chuyện tương tự cũng xảy ra tại Hàn Quốc. Bên đường quốc lộ ở vùng nông thôn Hàn Quốc có rất nhiều cây hồng. Đến tiết thu vàng, đâu đâu cũng thấy người nông dân bận rộn hái trái, nhưng họ không quên để lại rất nhiều trái hồng chín trên cây. Họ nói rằng, dù trái hồng chín hấp dẫn đến đâu, họ cũng để lại đó vì đó là món quà cho chim hỷ thứ. Văn hóa này bắt nguồn từ chu kỳ của một chuỗi thức ăn. Mỗi khi mùa đông đến, chim hỷ thứ thường làm tổ trên cây hồng để trú đông. Một năm nọ, khi mùa đông đến, trời lạnh khác thường, tuyết rơi dày đặc. Mấy trăm con chim hỷ thứ vì không tìm được thức ăn mà chết trong một đêm. Năm sau khi mùa xuân về, vườn hồng nảy lộc, đâm chồi, đơm hoa, kết trái. Nhưng đúng vào thời gian đó, một loại côn trùng kỳ lạ đã lan tràn khắp nơi gây tai họa. Năm đó, vụ hồng thất thu hầu như không còn trái nào. Từ đó trở đi, mỗi năm vào vụ thu hoạch hồng, người dân đều để lại trái trên cây làm thức ăn mùa đông cho chim hỷ thước. Trong hệ thống tự nhiên tồn tại các mô hình ký sinh, cộng sinh, cho và nhận, mang các đặc tính loại trừ nhau và cùng nhau phát triển. Chúng ta cuống cuồng ứng phó với các cuộc khủng hoảng như dịch SARS hay Ebola, nhưng rồi sự khủng hoảng đó lại nhanh chóng trở thành ký ức phai mờ. Dịch bệnh COVID-19 rồi cũng sẽ được giải mã và sẽ dập tắt, nhưng nếu chúng ta không tự nhận trách nhiệm về mình và tiếp tục làm mất cân bằng đa dạng sinh học, phá hủy môi trường sống của các sinh vật tự nhiên, thì chính chúng ta lại tiếp tục mở đường cho đại dịch tới.